tháng 9 năm 2024, nhà mình sẽ có một chuyến đi trong thành phố Hà Nội ở một khách sạn trên Hồ Tây để xem là khách sạn đấy có những gì nhá. Nhà mình này thì sẽ không ra khỏi thành phố mà chỉ ở thành phố thôi, nên là chỉ trải nghiệm ngắn ngày ở một khách sạn staycation xem là có thú vị hay không. Đặc biệt là gọi đi check in một khu vui chơi mới. Vì khách sạn mình ở sẽ ở gần một cái khu vui chơi trẻ em rất là đẹp. Khu vui chơi đấy đang rất hot nha, các bạn nhớ theo dõi nha, chị cảm ơn. Chắc ngày lễ sẽ đông hơn thôi. Đường phố Hà Nội ngày mùng 1 tháng 9 rất là vắng vẻ. Chúng ta sẽ đi trên con đường gọi là gì nhỉ? Lạc Long Quân. Và chúng ta sẽ rẽ vào trong hồ. Sao chưa nghe bao giờ vậy? Quán cà phê đẹp đấy. Đây khách sạn của gia đình nhà mình sẽ ở đêm nay đây. Đây là cổng vào đây. Có hai khu, khu này là khu khách sạn. Đi là rất dễ đi. Chúng ta phải bó biểu đây. Đã đến khách sạn. Chú ơi vẫy tay chào bố nào. Đây là lần đầu tiên gọi là đi thang trong hầm đây. Ui dồi ôi, cảm xúc thật là đây. Phòng 13. Đây là hầm của khách sạn đây. Xe mình để kia là vừa đi thang máy xuống đấy. Thang máy là khá là thơm, sạch sẽ, sảnh khá là thơm. Con. Đợi một tí. Đây. Nó có mùi cà phê đấy rất thơm nhá. Đây là welcome drink của nhà mình đây. Đấy, hai anh em dắt tay nhau xuống chơi. Cả vợ với bà Dung nó rất sang chảnh. Cảnh nước lùi khá là đẹp. Lạnh căng không? Cái này rất là phép vỡ nha. Không gian rất là sang trọng nha. Quầy này có trà cà phê miễn phí đây. Đây cả nhà mình trang phục màu xanh. Chú ơi. Dạ. Yeah. Chú ơi, chú nhìn bộ quay kìa. Chú ơi. Ai bị chì gì vậy? Ai bị chì? Nào, xin mời ngài vào. Wow. Chú đã check in bằng những chú bánh con cá. Xin chào cả nhà. Mình đã tìm khách sạn Fraser Suites ở Xuân Diệu. Khách sạn này thì ở 51 Xuân Diệu và mình đang ở tòa A. Khách sạn này thì có mình ở tòa B. Tòa B là tòa C sau. Ở khách sạn này thì có hai tòa nhá, tòa B và tòa A. Tòa B chủ yếu là khu căn hộ, còn tòa A này thì sẽ được thiết kế nó mới hơn và nó hiện đại hơn. Hạng phòng của mình đang đứng ở đây là hạng phòng Executive 1 ngủ. Thì hạng phòng này thì có diện tích khoảng 49m². Đây là ngay từ cửa vào bên tay trái thì là khu vực bếp. Bếp thì ở đây cũng đầy đủ hết, họ trang bị cái bát đĩa cho mình ở trên kia nhá. Bếp từ có cả lò vi sóng và có cả máy giặt luôn. Mini bar thì họ để ở bếp luôn, có cả máy pha cà phê, nước và trà cà phê miễn phí. Tủ lạnh khá to. Tủ lạnh khá là to. Và một bộ bàn ăn dành cho hai người. Hôm nay thì nhà mình thuê hai hạng phòng, đây là hạng phòng đầu tiên, mình sẽ tí nữa mình sẽ review cái hạng phòng trên kia.
kia, chính vì nhỏ hơn. Ở đây là khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách này thì có một cái thảm rất là rộng, một cái ghế sofa. Cái ghế này thực ra thì ghế này cũng có thể ngủ được một người, nhưng mà họ cũng chỉ xếp là phòng dành cho hai người lớn thôi, nên không cần thiết nằm ở đây, chỉ xếp TV thôi. Có hai chiếc bàn uống nước là một, nó kết hợp với nhau cũng khá là đẹp. Một chiếc ghế thư giãn và đối diện TV chắc cỡ khoảng 25 inch. Cái đèn này có cái đèn bàn ăn rất là điệu nhá. Đây mình thấy cái đèn rất là điệu. Đèn này rất là điệu, rất là đẹp. Đó. Đi vào trong này là phòng ngủ. Phòng ngủ là ngăn cách với phòng khách bởi cái hệ cửa trượt như thế này, rất là riêng tư. Khi nào ngủ thì kéo vào, khi nào không ngủ thì bày ở trong tường như thế này. Giường ở đây thì là giường king size. Bề mặt của chân ga gối thì ok, được, mình thấy rất là trẻo với sạch. Hai bên là hai đèn đối xứng. Cái đầu giường này da màu sắc này rất là nhã nhặn. Nhã nhặn mà nhìn trong nó tinh tế. Cái này đẹp, cái đầu giường này đẹp. Có lẽ giường này TV chắc cỡ khoảng 55 inch. Và bên cạnh là một chiếc bàn làm việc cũng nhỏ xinh hơn, nhưng mà ôi cái ghế này nặng dã man luôn. Cái này chắc hàng Nhật rồi. Ghế này rất là nặng. Bàn làm việc có một chiếc đèn bàn làm việc nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là hệ thống ổ điện này, đúng không? Đúng. Đây sao hệ thống ổ điện? Đây à? Đây. Đây. Đó, ổ điện ở đây, giấu ở đây, mình đào. Ok. Quan trọng có quả view cũng được. View ở phòng mình ở tầng 7, trách tàu gươm. Nói chung không thể đòi hỏi ở đây một cái view xuất sắc quá được, bởi vì ở cái vị trí đường Xuân Diệu như thế này thì check view như này thì mình thấy ok rồi. Nó không thể phải là vị trí đắc địa quá sát hồ được, nên là tiếp đến là khu vực phòng tắm. Khu vực phòng tắm nó lại được ngăn cách với phòng ngủ bởi hệ cửa trượt rất lớn, kéo hai bên luôn, hai cánh kéo hai bên đó. Và khu vệ sinh ở đây thì tương đối rộng. Thực ra cái phòng này 49m², nhưng mà mình khi vào phòng mình cảm giác không đúng 49m², đúng hơn hẳn luôn, là 49m² đâu, luôn. Bởi vì họ thiết kế không gian khá là hợp lý. Đầu tiên là sẽ làm một hệ bồn cầu thông minh luôn, bồn cầu thông minh tự động. Và phía bên này cũng có bồn tắm. Phía bên này là tủ để đồ, thì cái hệ tủ để đồ này thông với cái phòng bàn ăn ngoài kia. Đấy. Khá hay. Đây thì có hai chiếc áo choàng. Đây là hệ thống móc thì rất nhiều luôn, móc ở đây cho khách siêu nhiều. Có thể là họ dành cho khách nước ngoài muốn lưu trú dài ngày thì họ có thể giặt luôn bằng máy giặt ở ngoài phòng bếp và dùng móc này treo giặt sấy luôn, đúng không? Luôn, nhưng mà họ sẽ treo quần áo ở nhiều ngày, họ sẽ treo hết lên móc này để họ sử dụng cho tự tiện, thì họ sẽ bị rất là nhiều móc. Dép đi trong nhà bằng là cân để đủ cân điện tử, và quan trọng là vẫn có bồn tắm mà dù diện tích nhỏ, đúng không? Cái chỗ rửa mặt này thì cũng chỉ có một bồn thôi, nhưng mà mình thấy làm khá đẹp. Cái hệ gương giả khá đẹp. Bốn chín mét nhưng mà bên kia bà A bên kia sao mà bằng
giờ mặt mịn lắm nhá. Này, cái mặt em nó phản sáng trông rất mịn nha này. Cái ánh sáng này nhờ. Đây là lên phòng và dung với chun nào. Các bạn bây giờ chúng ta sẽ review phòng của với Dung nhé. Đầu tiên là chúng ta có một cái bếp rất là nhỏ nho xinh xắn và có đầy đủ cái vật dụng cần thiết để chúng ta ăn. Tiếp theo là một chiếc máy giặt quần áo khá nhỏ nho xinh xắn và rất là tốt. Và cuối cùng là một chiếc lò vi sóng để kết thúc phần cái dining hall này. Và chúng ta có một tủ để quần áo với hai cái áo và em thử dụng đây nhưng mà cũng chắc lắm, nó lại còn rất là nhiều cái móc khóa luôn. Đi chưa? Rồi đến cái phòng living room. Cái living room này nó cũng có bộ sofa nhỏ nhỏ xinh xắn, một chiếc armchair và một chiếc bàn tròn rất là lịch sự. Ở đây có một chiếc giường tấm xanh kinh và một chiếc thảm rất là yêu sướng chân với những cái gì khác phòng office room này, tạm biệt. Bye bye. Chú ơi, chú làm gì đó? Phòng này thì view xuống hồ bơi luôn. Phòng này view xuống hồ bơi. Về phòng mình nghỉ khách sạn này thì rất nhiều đồ chuẩn bị đầy đủ hết, mà thì chỉ toàn đồ xịn thôi, dao dựa kéo ok hết. Đây găng tay này, bát đũa nhá, nồi cơm điện nhá. Ủa, nồi cơm điện bé xíu đấy à? Đâu đây, mày nướng bánh. Rác, tủ lạnh đây, tủ lạnh thì không có gì. Trên này có gì nào? Không có gì. Đây, bắt đũa đây. Ồ, ly cốc chén đây, rất đầy đủ. Hai vợ chồng mình sẽ di chuyển đến tên tầng 13 để ngắm bể bơi. Và bể bơi ở đây chỉ dành cho những bạn trên 16 tuổi thôi. Thế nên là hai vợ chồng sẽ lên để quay. À, tiếc quá, view trên này siêu đẹp luôn. Đây chỉ dành cho ông trên 16 tuổi. Phần sông sục. Đúng không? Chuẩn bị đi bơi, em vừa mới ngủ xong. Nó vẫn còn đang ngái ngủ. Trông nằm trên thảm trông rất đẹp trai. Nào, hai em chuẩn bị đi bơi buổi chiều. Bây giờ đang là 5 giờ. Mèo anh. Dạ.
rồi. Wow. Đập vậy em. Không đập, có đập thì bắn lên máy bố. Cả nhà đi về thôi. Rồi, đã tắm xong mà bây giờ chuẩn bị đi về. Đồng hồ cô gà lại. Rồi, tắm tóc xong rồi hai vợ chồng mình lại đi ăn thôi. Ngày mình sẽ thử thức sáng này, bánh tôm hồ tây, ốc hồ tây rất quen thuộc, nhưng hôm nay không phải xuất phát từ nhà mà là xuất phát từ khách sạn và đi rất gần thôi. Nào, tôi mời cả. Đòi đồ chơi. Chúng ta sẽ đi ô tô đi thang máy. Chiều trạng vạng vẫn còn 3 con diều trên bầu trời. Xe để đây. Sao là mình mang cà phê sẵn. Cũng là nào chun bánh có ngon không? Ngon không? Ngon, ngon, ghê luôn. Cảm ơn con. Và món này là món tôm leo order nguyên bát ốc, là bún cá. Đơn hôm nay gồm có bánh bột lọc này, ốc này và bánh tôm. Và món cuối chính là món chim. Tâm giang đó. Rồi bây giờ là cả nhà đi lên Amagomet à? Ôi giời ơi. Cho ở đây để con tính tiền. Ở đấy mua cái đấy đi. Mua này này. Về nhà thì mua kem đây mà ăn. Ăn mua kem ly lên trên nhà ăn. Đây có máy được cam đây. Đúng. 45.000 một lít. Uống này ngon quá. Thêm nữa đi ạ. Đây thành quả đây. Sau đây tôm review xem nào. Sau chuyến dạo xanh ở Anna Comet thì chúng ta đã có một đôi tô, một nacho cheese. Tiếp tục. Một wrap mi của Chewy. Và em là thấy ngon này. Cái hồi thằng em nó trèo lên kìa. Một Milky Way. Một Milky Way Oreo original. Ôi dồi ôi. Những chiếc kem durian siêu ngon. Siêu ngon. Phải mất bé nhờ. Ngon rồi xuống đây rồi anh lấy. Ngon luôn. Quen nhỏ tí xíu mà rồi đây có chua đây. Chua Vinamilk chúng ta có. À đúng rồi, bóc lấy cho chua. Đấy. Hai chai nước cam. Giờ cam này uống. Nửa lít. Để tủ lạnh uống thì siêu luôn, luôn. Ngon. Emilio của thằng bé. Nước lọc Fuji. Ice cream Kit Kat. Thế ôi. Chú nói đây cái gì, con bảo cái gì? Sô-cô-la cái này giống cái gì? Giống cái gì? Sao lại chỉ tay vào mông? Cái gì? Không mà, đây là sô-cô-la thằng này. Đây nhá, đây là sô-cô-la xịn sò. Sô-cô-la. Hay sô-cô-la. Hay để trên đó, nó là. Chú đang bim bim ngon không? Đây là cà phê. Rất là ngon. Chú hôm nay là ăn rất ngon đúng không con? Đây. Bim bim grab. Cái bé đây đánh sướng. Về. Em bé hơn 3 tuổi bắt đầu đếm nè. Đếm từ 1 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. Đúng rồi, đúng không? Chúng tôi đây, chúng tôi đây. Xin chào bác. Xin chào bác. Xin chào bác. Chạy gì đấy, chạy nhìn cái mặt thằng bé kìa. À, nó dậy từ đấy 8 giờ kém đã dậy rồi. Rồi, cả nhà lại chuẩn bị đi ăn sáng. Lạnh không? Chúng con thấy lạnh không? All day. Chưa ăn đi. Được con ạ. Cái tay có đưa không? Được con. Nữa nha. Ok. Ngon nhỉ? Cô kêu kêu. Ơ đúng. Bởi hoa quả khá là nhiều đồ chua. Ngon thế. Hôm nay bạn Hải Phong rồi có một cái món gì trong đỉnh. Hả? Bánh ngọt khá là ok. Con bơi bơi vô xem nào. Chú ơi con ở đâu đấy? Chẳng nhìn thấy. Chẳng biết đâu cả, chẳng thấy em đâu cả. Chẳng nhìn thấy chú đâu cả. Tình yêu chú xuống nào vô xem nào. Một hai ba chuột. Wow, nhà chun à? Xin chào bác. Đây, hai bố con đang nằm ở ghế và chuẩn bị đi khu vui chơi khổng lồ. Bây giờ chun hứa là chun sẽ ăn gì? Chun ăn no không? Có. Ăn nhiều không? Con phải nói to ăn no cho nào. Có. Không, chun phải nói ăn no mạnh cơ. Ăn no không? Có. Đúng rồi, để đi khu vui chơi khổng lồ nhá. Nếu mà vào mà không ăn no là sẽ không được đi khu vui chơi khổng lồ đâu. Ok. Ok. Chú nhớ bố đi. Rồi, tạm biệt khách sạn để chuyển đến một địa điểm mới. Ăn trưa. Lạc rồi. Chun chuẩn bị đi khu chơi mới có vui không? Có. Khu vui chơi tên là gì nhỉ Chun nhỉ? Ừ. Bờ gì? Blue Blue. Vâng, chúng tôi đã đến Blue Blue. Vâng. Cũng đông thế nhỉ? Quá là đông. Thôi rồi, bàn trống trông cho. Quá đông.
quán quá đông thì được cái nhìn nước thôi, những bạn đẹp đó. Rồi, còn đây là món pizza của mình đây. Thằng Anh không cần biết, cứ ăn cái đã. Chuột biết hết à? Biết hết à? Đúng.